chắc chắn Việt Cộng nó không cho giấy phép. Cho nên những cái phần này là sau khi thầy so lại với ngài Hiếu Vân á, mà của sư ông dịch thì là cái phần đầu cũng có, thì của Hành Đông cũng có nói là em không có dám bỏ vô gì, phải xin giấy phép xuất bản. Cho nên cái phần nghĩa là cái năm đó đến chùa này, năm là chùa này, nhưng mà cái chùa là ngày chỉnh đốn, ngày chỉnh đốn mà trong khi đó không được bỏ ra. Thành ra bây giờ thầy lục lại cái tài liệu của sư ông để lại đó thì thấy cái này nó uổng, cho nên thầy mới đem giảm cái phần mà thiếu. Trong cuộc đời hoằng pháp của ngài Hư Văn thì không có thể bỏ được, tại vì nói ra là đụng chạm sư quốc danh rất là nhiều. Thành ra nó không cho giấy phép, nó tưởng nó hiểu lầm, nó tưởng là mình đánh phá nó. Nhưng mà thật ra cái thời ngài Hư Văn là cái thời kỳ đó, là cái thời kỳ bà cuối cùng của nhà Thanh là bà nằm Từ Hy Thái Hậu. Rồi thời kỳ đó nó xảy ra bão lụt, hạn hán, dịch bệnh, đối khắc, đến nỗi người ta ăn thịt người trên cái đường. Mà khi mà bà Từ Hy Thái Hậu tuyên chiến với Liên Quân Bắc Quốc á, thì sau đó xảy ra hạn hán, nó giống Việt Nam bây giờ đó. Thì lúc đó, đó là bà Từ Hy Thái Hậu cầu tất cả các thánh tăng, để thời đó không ai làm được, mà ngài nó muốn như vậy đó, thì bà phải, nhà vua, vị hoàng hậu, thì bọn Thái Hậu phải sám hối, thả tù nhân, phóng sanh, là những chuyện của ngài mới được cầu đảo. Trong khi ngài cầu đảo, ngài nó mưa đúng một tuần, thì đúng một tuần luôn, đập hết tràn ngập coi như là cứu được. Cho nên là cái này nó giống như cái thời bây giờ tại Việt Nam đó. Cho nên cái này hồi đó thầy hỏi tại sao mà cô Hành Đoan em không có gì nữa, em xin giấy phép. Đằng sau lưng nó có giấy phép, cái cửa nó xích, nó cho này, có giấy phép luôn nè. Dạ. Thành ra có cái giấy phép này mà nếu mà không có dịch ra lúc đó, nó lại tưởng là mình xuyên tạc sư quốc danh, nó là kẹt. Tất cả các cách, cho nên không có cái phần rõ ràng, cái phần này thầy bổ túc. Còn cái phần quan trọng là bắt đầu ngày thứ sáu sư giảng. Rất kỹ cái phần này đó, thì phải vẽ lên. Bên Tịnh Độ Tông thì có 8 tiếng. Ủa con thâu rồi hả? Chưa thâu chưa. Con thâu rồi hả? Thâu lỡ rồi thôi. Có 8 tiếng thôi. Hồi đó mình học tới Tịnh Độ Tông là 8 tiếng. Nhưng Linh Mật Tông á, 49 ngày. Thần thức, cái thức thứ 8 vẫn còn ở. Và con người mà càng chết ngã bao nhiêu còn sống á, thì có thể là 10 năm vẫn còn bám theo mồ mả. Nhờ cái đó mà Mật Tông mới cứu được. Nhờ cái đó, đó là các tri tổ Mật Tông người ta dùng cái đó để mà, vì cái hương linh chấp ngã càng nặng thì nó sẽ dùng cái đó để mà lấy gai, để mà lễ gai đó. Cho nên cái này tôi bạch quá vấn đề này. Và tôi cũng nói thẳng luôn, trong cái dòng pháp này 51 á, cái phá đầu của cái phần đỉnh tuần thắng là tháng 5. Tháng 5 sang năm chúng tôi sẽ bắt đầu vào phá. Và tôi lấy cái danh sách bữa nay của cô Dự Thiện và bác Thiện Tâm, tôi coi lại những cái danh sách của Hồng Đức, coi lại những cái danh sách đi bầu, là tôi loại ra khoảng chừng 300 người đó, khoảng 250 người, để lấy phá đầu là cái pháp tinh hoa. Những người mà không có ở giờ ích kỷ, và những người mở rộng tâm hồn, sống biết gì chúng sanh, vì tổ quốc, vì quyền lợi chung của dân tộc. Hồi xưa mà tôi cần chỉ có một khóa thôi là chúng tôi nghĩ là thuê liều tu xong rồi dọn, thì cần một khóa 1.000 người thôi, không có là không tin chúng nữa. Nhưng bây giờ đó chúng tôi đã xây dựng, nó có chỗ ở, chỗ ăn, nhà cầu, nhà tắm, điện nước đầy đủ, thì chúng tôi mở ra nghiệp phá mà cần tinh hoa. Tại vì khi đưa 1.000 người chúng tôi rất là cực, không có lấy được tinh hoa. Mà cái phá này lấy tinh hoa thôi, những người nào lọt ngay ngày quan hùng cũng xếp lọt ra ngoài đó, lọt số đó, nó còn chút nó lọt ra đó. Cho nên á, đối với sư phụ đó là cần cái tinh hoa để mà mở cái phá 1. Trong phá 1 này ở bên đó sẽ có
một hai người xuất gia, một hai người xuất gia trong tháng một này, tôi chỉ nói vậy thôi. Mà một trong những người đó là long tượng của Mật Tông đó, một trong những người đó là long tượng của Mật Tông sau khi cứ đi vào cái cõi sanh lão bệnh tử vậy thôi. Mỗi một khóa đó tôi chỉ mở ba khóa thôi, không có hơn nữa. Dù có cái đó sau này chỉ dùng để mà cho người ta quân tu thôi. Tôi chỉ có ba khóa, khóa này khóa đầu. Và tôi nói trong dòng khóa tôi sẽ có ba người học được cái phô qua một khóa này. Mỗi một khóa có một người, một khóa có một người thôi. Thì nói gì bây giờ hiểu không có dễ. Cho nên á, tôi chỉ trong là khi tôi đi vào sanh lão bệnh tử thì có đệ tử nối tiếp được cái dòng pháp này, tại vì nó đã mai một. Tôi dính líu tới ngày hư vân và cái chú Phật Đản Tôn Thắng mà chúng ta tụng đó, là ngày hư vân này lấy từ trụ đá A Dục ở bên Tàu, ở cái vùng núi núi Kê Túc, nó ăn túc gì đó. Cho nên á, nó có hai ba bản Phật Đản Tôn Thắng, nhưng mà vua A Dục có ngày thấy cái này hay quá, cho nên sau khi Phật nhập diệt 300 năm ngày mới cho truyền đi xây dựng 84.000 cái tháp xá lợi thờ xá lợi Đức Phật. Và trong có những cái vùng mà các vị thánh tăng họ đi đó, họ đi truyền tại thời Phật mới nhập diệt, thánh tăng rất là nhiều, họ biết cái vùng này có chủng tử với Mật Tông, cho nên người ta khắc cái chú ra lên những cái trụ đó cộng với xá lợi. Và cái việc mà ngài hư vân ngài đi triều bái ở chùa xá lợi để cầu cho mẹ giảng sanh đó, thì cái chú này nó viết, nhưng mà tại thời gian cái gì biết không, cái tên đỉnh tháp á thì nó để xá lợi, nhưng mà bị trải qua cả 2000 năm, tới thời ngài hư vân là 2000 mấy trăm năm rồi. Phật nhập diệt đó là 2600 năm, ngày hư vân sống 120 tuổi, tới ngày nhập diệt ngày 159 giờ là 64-65 năm rồi, cho nên nó là 200 năm 180 năm. Cho nên cái thời gian đó đất nó bồi và cái phần chú nó mất, cho nên ngày lễ lại sau khi mà ngày lễ lại cầu cho mẹ được giảng sanh thì bắt đầu tự nhiên sáng mà sao ra đó là ngày thấy được thầy chú. Mà không phải ai cũng thấy, chỉ có một số người mà thanh tịnh mới thấy được cái chú đó, và ngài mới viết lại. Cho nên cái Phật Đản Tôn Thắng này nó kinh khủng lắm, là ngài truyền. Và sau đó ngài có cái ngôi chùa mà ngài muốn dời đá mà giờ không được, ngài sử dụng tất cả các chú. Ở trong này thì cô Hạnh Đoan cổ chi dịch là ngài dùng chú, ngài không nói chú gì, không nói chú gì, nhưng mà ngài chính ngài sử dụng Phật Đản Tôn Thắng đi dời tảng đá 60 tấn bằng thần chú Phật Đản Tôn Thắng. Cho nên nghe thấy cái cuốn này nó quá hay. Và cuốn này đó là sư ông Kiến Châu nói khi mà nó in, nó không được in được như vậy rồi thì không có in nữa, cho nên tôi giảm thôi. Mà tôi giảm xong rồi là tôi đốt, tôi không có tiền nữa. Ráng nghe nguyên một cái phần này là cuộc đời của ngài Hư Vân, mà cái phần mà phần đầu đó, và thần Kiến Châu dịch đó, là tu hoằng pháp giác ngộ giải thoát, không có phần trong cuộc hành đoan trong này. Phần giữa là đi siêu thị và cuối là cuộc hành đoan ba người dịch. Nhưng mà cái phần đầu sư ông lại nói là nếu mà gì về cộng nó không cho giấy phép đó, thì cái phần đầu đó chuyển qua tôi sau này giảng cho Phật tử. Tôi giảng xong tôi đốt cái tài liệu đó, ai cho lắng nghe bằng. Nó dài lắm, tại vì lúc nay tôi giảng chỉ có một phần đầu, thì những cái phần vi diệu rất là hay. Rồi ngài Hư Vân đó là ngài trước khi mà ngài học Phật là ngài học bên tiên. Cha ngài nhớ chưa? Sợ ngài đi tu có 11 tuổi là đến hôn, 16 tuổi cưới vợ với hai cô tiểu thư. Cho nên nhờ ngài học với tiên, cho nên là ngài mới biết được cái phong thủy. Và sau này ngài trùng tu những ngôi chùa đó, ngài đều coi phong thủy, ngài sửa những ngôi chùa lụng bại là tại vì phong thủy trật lất. Cho nên ngài Hư Vân, ngài sở dĩ ngài tin vào phong thủy là tại vì ngài có 10 năm ông chú ruột của ngài
bắt học đạo tiên, tức là học theo cái quẻ dịch này, và lão này là lão tử này, khổng tử, cho nên ngài rất rành về cái kinh dịch. Cho nên á, sau này ngài mới kể là khi mà chùa đó, cũng như là mà tôi khi mà tôi lập cái Phật đản Tôn Thắng đó, là tôi coi theo cái này, cho nên tôi mới chọn cho nó đúng. Thấy không? Đã. Mà chính ngài Hư Văn ngài chỉnh trang lại hàng trăm ngôi chùa, những ngôi chùa lũng bại đều là những ngôi chùa đó. Mình chưa phải là thánh tăng mà mình lại coi thường cái sự chi phối của ngũ hành âm dương. Cho mình vẫn còn ở trong cõi dục, mình vẫn còn bị chi phối bởi thiên ma ba tuần. Mình chưa thoát khỏi, hiện giờ trình độ của thầy trò chúng ta chưa có ai mà thoát được 6 tầng trời dục giới. Để cho tụi con tu phước, ta tu huệ. Đừng nói gì những cõi trời mà sắc giới phạm thiên, đừng có nói hết. Thời buổi này chưa có ai ở trong hệ thống này đạt được quá khỏi cái thiên ma ba tuần, tức là tha hóa tự tại. Tụi con có giỏi lắm là tụi con tới trò đối xuất này, cũng là nằm trong mấy cõi trời dục giới, vẫn còn bị chi phối bởi thiên ma. Rồi bây giờ chúng ta cùng lên nghiêm nha. Tôi giới thiệu thôi. Cho nên cái tài liệu này ráng mà nghe xong tôi đốt, chứ ông không có cho tiền nữa. Thì tôi giảng tới đâu được, tôi giảng tới đây giảng dài à. Nó cứ ngày trùng tu lại cái Phật Pháp trong cái thời kỳ mà lúc đó Dương Quân Bắc Quốc đánh Tàu đó. Rồi lúc đó nó xảy ra tình trạng là Trưởng Giới Thành và Mao Trạch Đông đánh nhau. Nó cũng loạn Tàu y như bây giờ Việt Nam. Cho nên quý vị đáng nghe cái phần này tôi bổ túc, tôi giảng cũng có thể vài tháng mới hết, rồi tôi lâu để đứng cho tôi giảng. Đến tôi giảng rồi lấy nghe lại cái băng này. Mấy mốt con trích những cái đoạn này, những cái đoạn bổ túc á, con làm riêng một cái đoạn là ai cũng nghe, lấy cái đoạn đó nghe lại. Chứ không có in nữa, chứ ông Việt nó là giảng xong rồi đốt, không có chờ ăn. Chỉ chữ cư dân riêng phổ đó có nghĩa là cuộc đời của ngài cư dân phổ biến qua từng năm. Cái chữ Hiên Quang Liên Phổ có nghĩa là cuộc đời của ngài phổ biến qua từng năm. Thì bây giờ quý vị nhớ vừa rồi là tôi giảng tới cái phẩm mà Hộ Đạo và Hoằng Pháp. Bây giờ bây giờ đó tôi giảm tới cái phần mà Quang Tự thứ 23 năm Đinh Dậu 1887, lúc đó ngài được 58 tuổi. Quý vị biết ngài Hương Vân là một vị thánh tăng. Ngài khi bị Tào Cộng đánh chết, ngài thần thức ngài lên cõi trời đấu xuất, và ngài được Bồ Tát Di Lặc sắp ngồi thứ hàng thứ ba đến từ ngài A Nan. Hàng thứ ba đó, một trong 10 thập đại đệ tử mà tôi không biết ngài là ai. Nhưng mà quý vị thấy khi mà ngài xuống cõi trần này đó, ngài đã không biết bao nhiêu thứ nghiệp. Cho nên khi mà lúc mà ngài lên đó rồi đó, ngài bị Tào Cộng nó đánh, nó tra khảo ngài, bị ngài tới ngài trùng tu tới 100+ ngôi chùa. Cho nên khi Tào Cộng nó nghĩ là thằng ngài có dịu dàng á, nó đánh ngài không có. Ngài trùng tu chỉnh đốn lại đạo tràng các ngôi chùa mà bị những cái sư mà phá giới phạm trai đó, ngài chỉnh đốn, nhưng mà ngài không có là trụ trì. Ngài cất chùa nhưng mà ngài ngủ vào cái am, cứ ngài xây dựng chùa xong ngài ở trong cái am nhỏ sát bên vậy thôi. Cho nên nó tra khảo ngài, và lúc đó ngài lên thì ngài đảnh lễ Bồ Tát Di Lặc, ngài không muốn trở xuống. Bồ Tát Di Lặc nói con á, còn tới mấy chục cái nạn nữa, tức là ngài tả tất cả là 100+ cái nạn, cho nên tụi con bị vài cái nạn đừng có than. Ngài tới 100+ cái nạn thì tụi con thấy rằng đó là cuộc đời của ngài, đó là để chúng ta học hỏi. Bây giờ đó những cái vị mà thánh tăng ngày xưa thì không cùng thời với mình, nhưng mà ngài đó là tịch ngài 959, phải không? Thì lúc đó quý vị đã biết rồi, có những gì ngồi ở đây là quý vị cũng đã là khi mà
ngày xuất hiện chúng ta cũng có mặt. Thầy lúc đó thì thầy mới có mấy tuổi thôi à, nhưng mà mình vẫn còn, đây là cái vị cao tăng cận đại đã được sử sách ghi người thật việc thật, cho nên chúng ta học. Thì sau khi mà ngài Hoằng Pháp chấn chỉnh cho cái đạo tràng của ngài Hòa Thượng Đại Định, tôi có nhớ vừa rồi thầy giảng Hòa Thượng Đại Định đó, thì bây giờ đó ngài mới đi tiếp từ Kim Sơn Hòa Thượng Đại Định. Tôi được Hòa Thượng Đạo Minh mời đến để chỉnh đốn những cái sự mà phá giới phạm trai ở trong cái chùa của Hòa Thượng Đạo Minh. Hồi nãy là ở Hòa Thượng Đại Định, bây giờ nghe tiếng ổng chỉnh đốn hay quá mới thỉnh ngài. Mà thầy lúc đó ngài mới có 58 tuổi à, tức là quý vị tới 58 tuổi mà ngài mới chưa được nửa cuộc đời Hoằng Pháp, thì sống ở trong 20 tuổi luôn mà. Cho nên lúc đó người ta biết tiếng tới ngài là do ngài chỉ cách. Thì khi là cái đạo tràng này rồi đó, thì hỏi thưa thầy, bây giờ ngài có cái trường hợp nào mà ngài thỉnh tôi lại? Thì thỉnh ngài lên Pháp Tòa, thì cái ông Hòa Thượng mà Đạo Minh á, Hòa Thượng Đạo Minh ông mới nói bây giờ đó, ở trong tăng chúng của tôi đó, thì cái người đại tự tử đó, cái người mà lớn nhất của tôi đó, có thể nói tiếp cái dòng pháp này đó, thì họ rất là tôn sư trọng đạo. Tức là tôi giảng pháp, họ ngồi họ nghe, trong cái thời phá là họ cũng nghe, chứ họ không có ngã mạng. Rồi chứ bây giờ ông cần tôi làm cái gì? Ông nói bây giờ đó, trong hàng này đó, trong này là không có cư sĩ, đạo tràng của tôi đó toàn là tăng không chứ không có niệm, không có niệm. Và trong đạo tràng của tôi đó là từ sa di cho tới tỳ kheo là tăng hết, chùa tăng. Trong này có khoảng 3.000 vị, mà trong này nó có nhiều ban bệ lắm. Riêng cái người mà đệ tử ruột của tôi đó, tôi nghĩ không có gì trở ngại người này thuyết pháp cũng không có được bằng tôi, tụng kinh không bằng tôi, tất cả mọi thứ không bằng tôi, cho nên vị này vẫn rất là kính trọng tôi. Nhưng mà trong cái dàn mà ở dưới cái ông này đó, tức là ông đó là phó trụ trì, thì cái dàn dưới ông này đó là từ ông mà trưởng ban hương đăng, trưởng ban tri sự là coi như sự việc đó, là trưởng ban về tri viên là coi giường tượng, trưởng ban tri khố coi về nhà bếp, ha, là những cái người đó là tri khách nè, trưởng ban tri khách là tiếp khách nè, tri viên là coi dây giường tượng. Ở làng mình có tri khách không? Tri khách thì tôi nghĩ chắc là cô Diệu Thiện. Tri viên là thầy Trẻ Không, Trẻ Không có hai ác sĩ tăng nữa, thấy không? Rồi á, tri khố là ai? Hồng Liên ha, Hồng Liên với Nguyên Đào. Rồi Nguyên Lộc làm cái gì? Tức là một bên đó là nấu, một bên bỏ bột ngọt, thấy không? Rồi như vậy đó, thì những cái người này họ lại không có tốt, họ lại không có tốt. Thì hỏi tốt không tốt sao, bây giờ tôi khó nói lắm. Thì bây giờ ngài ông không nói làm sao tôi biết, mà tôi trị mới cho thầy ở đây, bữa nay thầy được cái thuyết pháp vậy đó. Rồi ngài nhận câu hỏi, không chỉ ngài Hương Ân bắt đầu nhận ai có cái những trong cái ban bệ cái gì mà cần tôi giải quyết, thì cứ viết giấy mà đừng để tên, viết giấy khấu chỉ thôi. Thì ngài Hư Dân ngài xuống thì ở đó một tuần, thì một tuần sau tôi ngài vô cái thách tới ngài ở, thì ngài nói là bây giờ cái chỗ nào mà tệ nhất không, thì nó trong đây chỉ có cái chỗ mà cái miếu của thờ mà coi như thổ thần đất đai á, là thờ Di Kiên Lao Địa Thần á, thì ông này để tôi ra tôi ở trong đó. Ngài ngồi thiền đúng 7 ngày, ngài Hương Ân ngài nhập định đúng 7 ngày, ngài không có thuyết pháp gì, đúng 7 ngày ngài xả thiền. Mà nội cái một cái ông thầy mà ông ngồi 7 ngày là coi như trong này là sợ hết rồi. Ngài nói tôi giúp cho nhập định 7 ngày để mà tôi tìm cách để mà tôi giúp cho cái đạo tràng này nó thanh tịnh. Bây giờ có ông thầy nào lơi đây mà quý vị ông nói thời giờ muốn hỏi gì rồi, ông nhập định 7 ngày không ăn không uống gì hết. Tới ngày thứ 7 thì Hòa Thượng Đạo Minh ngày ra ngày mới lấy khánh. Thường thường mà cái vị mà nhập được thiền phải đến khánh. Xả thiền xong thì ngày Hương Vân ông nói là tôi ngồi bao lâu rồi, nó vào Hòa Thượng ngồi một tuần rồi. Rồi tôi tưởng là mới ngồi có khoảng một cây nhang, nhưng mà ngày nhập định nó ngày vô lẹ lắm, cho nên rồi bắt đầu mới thăng tòa để thuyết pháp. Rồi bắt đầu ngày lấy giấy giờ thì đọc, rồi lấy giấy là ngày đọc. Thì bây giờ trong những cái tờ giấy nó thế này,
Ngài mới thấy trong này đa số họ đều viết lên những cái thế này, là trong đó là cái ông mà phó trụ trì đó, thì ông nhận những cái giấy, ông nói là con á, mặc dù con phó trụ trì nhưng mà con đưa việc á cho ông trưởng ban tri khố, ông không nghe, mà ông chỉ nghe lời hòa thượng thôi, ông chỉ nghe lời cái hòa thượng đậu binh thôi. Rồi cái ông phó trụ trì ông cũng viết một tờ giấy nữa, riêng cái ban tri viên á, con điều hành dọn đá dọn đất chỗ nào họ không làm, mà họ chỉ là coi như nghe nhận lời từ hòa thượng trụ trì đậu binh, chứ họ không có nghe lời con. Rồi kế cái ông mà tri lễ đó, coi về nghi lễ đó, thì con là phó trụ trì nhưng mà con điều ổng thì ổng không có nghe, mà ổng chỉ nghe hòa thượng trụ trì đậu binh thôi. Thì bây giờ tất cả những cái giấy mà viết này toàn là chỉ cái ông phó trụ trì ổng cùng lên, mấy ông dưới không nghe ổng. Thì ngài Hương Vân ngài nói từ đây tới một tuần nữa, ở một tuần nữa, thì bây giờ đó thầy cứ việc điều đi, tôi không có nói, thầy cứ việc điều rồi tôi ngồi thiền, rồi tôi sẽ cách tự cách tôi có cách hóa giải. Ngày ra ngày ngoài một tuần nữa, thì trong thời gian một tuần mà ngài Hy Dân nhập định kiểu đó, mấy ông kêu có nghe không cái gì, nghe rung rắp hết. Và rốt cuộc rồi đó, thì sau một tuần sau rồi thì cái ông ơi, ngài Hy Dân ngài cũng được hòa thượng đạo minh đánh khánh để xuất thiền. Thì ngài thăng tọa rồi, ngài nói bây giờ tôi nhận lại, trong một tuần qua tôi nhận lại giấy từ thầy phó trụ trì. Thì thầy phó trụ trì nói là lần đầu tiên từ khi con làm phó trụ trì tới giờ, tất cả những ông trưởng ban đều rất hết nhờ đức của hòa thượng. Thì từ nay tụi con thấy cái đem cái cuộc đời một bằng pháp của ngài Hương Vân ra để chỉnh đốn trong này. Làng mình có đó, có không, có chuyện này không? Làm con rùa có chuyện này không? Rồi họ Hồng Đức có mặt đó không? Là Hồng Đức có chuyện này không? Có nhiều chuyện con nói người ta không làm, mà chỉ nghe lời sư phụ thôi, có không? Đó, cái đó là những cái mà ngài Hương Vân nói khi mà ngài đậu minh mà tịch rồi, cái chùa này sẽ đi tới cái chỗ là chống trái và tàn ăn. Thì bây giờ có làm con rô cũng vậy đó, hiện giờ sư phụ còn sống đây nè, sư phụ nói cái gì ta cũng làm hết. Nhưng mà có những cái thầy tệ không nói mà tụi con không làm, trong này tụi con thấy có cái đó không? Hầu như họ coi thường thầy tệ không đó. Tại sao vậy? Tại vì họ nghĩ thầy tệ không này đó bằng cấp không bằng họ, tụng kinh không bằng họ, còn thầy tệ không đó là bán thế xuất gia, thấy không? Nhưng mà tụi quý vị ơi, thầy tệ không ổng cắt cái rụp đó là sáu cái sáu bảy bà vợ gì đó, chuyện rất là khó đó. Khó không quý vị? Ở đây nhiều người đó ra khỏi thế tục gia mà ra không được đó, đừng khi dễ thầy tệ không, cái phước ổng lớn đó. Cho nên á, chúng ta nhìn ổng vậy đó, cho nên từ nay thầy muốn chấn chỉnh cái đạo tràng này, lấy cái gương cái ngày của ngày Hương Vân. Cho nên á, ngày đến một cái nơi mà toàn là tăng không, nhưng mà rút cuộc rồi đó, và thượng đạo minh đó, ông còn sống thì tất cả mọi chỉ thị ở dưới đều nghe, nhưng mà cái những cái ông phó trụ trì không ai nghe, thầy bảo đảm. Cho nên những cái chuyện này trong cái hệ thống này, tụi con muốn sau khi sư phụ đi vào cái sinh lão bệnh tử là tụi con phải sửa cái này. Tại vì sao vậy? Tại vì tụi con quá cái ngã mạn đi. Chúng tôi không dám khinh quý ngài, vì quý ngài đều sẽ thành Phật. Đừng có nói gì bây giờ tụi con là sa di, mà thầy tệ kheo, thầy tệ không ổng đắp được cái y tỳ kheo trước tụi con rồi, tức là phước ổng nhiều hơn chưa? À, cho nên á, tụi con cứ nhìn thấy đi. Khi thầy tệ không ổng về, ổng sẽ viết một số chuyện Oklahoma về giấy tờ thế má, vì vấn đề mà gia đình ổng có nhiều cái rắc rối đó, ổng về một gần hai tuần lễ rồi ổng lo chuyện đó. Thì tụi con thấy vắng thầy tệ không, nó có nhiều chuyện nó hỗn độn nó xảy ra, có không? Có. Cho nên á, còn tụi con thử tụi con đi vắng, mà khi tụi con thấy đi vắng mà cái chuyện nó hỗn độn, tức là mình á, cái việc điều hành của mình không bằng phước của thầy tệ không. Cho nên từ nay đó, cái chứng chỉnh đạo tràng của ngài Hương Vân á,
là không phải chỉ nghe lời của một mình vị trụ trì thôi, còn tụi con á là phải tôn trọng những cái người lớn hơn mình, trong đó là chúng con mới là thực hành cái kinh diệu pháp liên qua phẩm thường bất kinh. Cho nên ngày hư ba ngày hay lắm, ngày là ngày không có chỉnh, ngày chỉ ra ngày nhập định thôi, rồi ngày đó viết đi, rồi một tuần sau tôi trả lời. Bây giờ tôi không ở đây sao tôi biết? Mà thật ra quý vị nghĩ ngày ngồi thiền với ngày biết không? Sao không biết? Bây giờ có ông thầy nào chấn chỉnh lại, tôi nhờ ông chấn chỉnh mà ra ông cứ ngồi vào cái chỗ cái tháp địa tạng cũ mà ông ngồi từng ông vô nữa là trong này cũng rụt rụt hết rồi, thấy không? Cho nên cái đó là cái mà cần rất là quan trọng. Tại vì nếu mà những cái chống trái lẫn nhau giữa trong cái ban bệ đó mà không kính phục cái người mà thứ hai ở lại đó, thì sau này khi sư phụ đi vào cái sanh diệt rồi đó, thì cái hệ thống này tiền của cái đàn na tích thí họ đổ vô quá nhiều đi, nó sẽ mai một nó uổng đi. Cho nên tụi con thấy tất cả là do cái bản ngã tụi con ra, do cái bản ngã tụi con ra. Cho nên đó, thầy muốn chấn chỉnh thì thấy ngài hư dân ngài có những cái điểm như thế này, nhưng mà hồi đó cô Hành Đôn cũng không đem này ra được, cô đem này ra là kẹt, tại vì nó lộn xộn, tất cả các chùa nó cũng đều có dính cái này, ngay cả chùa tại Hoa Kỳ mình cũng dính, thì đừng nói ai không dính, mà viết cái này ra là có chuyện người ta tưởng là mình xuyên tạc, cho nên không có giấy phép rồi nha. Sau đó ngài đạo minh khỉnh và thường ở lại, ngài không giảng gì hết và ngài chỉ mỗi ngày ra ngồi thiền. Rồi sau đó người ta nói cái chùa này là cái chùa tịnh độ, cho nên hòa thượng đạo minh chuyên niệm phật, thì ngài hư vân ngài nói không, tại vì tôi muốn lắng yên cái tâm tôi để tôi không muốn xen vào, cho nên tôi giữ cái tâm tôi, còn bây giờ đó tôi sẽ mở phật thất. Và hòa thượng hư vân ngài mở phật thất trong 7 ngày và ngài tụng kinh đến nỗi chư thiên xuống rải qua coi như toàn bộ cái chánh điện đó, rải qua mạng Đà La luôn đó. Cho nên quý vị thấy ngài đó ở thiền đường thì ngài dạy về tu thiền, mà các đạo tràng tịnh độ thì ngài dạy niệm phật. Cho nên tụi con thấy rõ ràng ngài là pháp môn vô lượng thời quyền học. Cho nên tụi con phải, nghĩa là cái người chúng sanh nào ở chỗ nào chúng ta cũng đừng có chấp nhất vào cái môn phái của mình. Tôi ở đó xong đúng 3 tháng, ngài tôi từ giả xuống núi, đại chúng khóc như mưa, 3000 tăng chúng, trong đó có 1000 chú Sa Di. Hòa thượng đạo minh khỉnh tôi mở đại giới đàn, và tôi mở đại giới đàn, tôi truyền giới, thì rốt cuộc đếm lui đếm tới, tại sao hòa thượng đưa cái list là còn 1000 chú Sa Di nhờ tôi làm coi như là chủ đàn, ngài chỉ là nằm trong tam sư thất chứng, mà là lòi ra tới coi như là 102 cái giới điệp. Khi ngài hư vân ngài làm xong, ngài mới đếm lại tại sao có 1000 vị mà lại đưa tôi ký tới 1002 cái giới điệp. Thầy giám chúng, thầy thi sự, thầy phó trụ trì, kể cả hòa thượng đạo minh cũng không tìm ra câu trả lời. Sau đó đếm lui đếm tới thì vẫn là 1000 vị, nhưng mà khi mà đếm lại đó thì gọi là 1002. Thì cái ông bà thượng này nói, ổ hai vị này từ đâu mà ra, mà con vẫn ở đây mà thấy mặt rất là quen thuộc. Cho nên cho khi hòa thượng hư vân ngài ra đi, ngài từ giả cái chùa của hòa thượng đạo minh, tức là chùa Kim Sơn, để ngài bắt đầu ngài đi tới một ngôi chùa khác. Trên đường đến bến đò, để đo đò thì thấy có biểu Long Dương, thì thấy có một cái tờ sớ thọ Sa Di nằm trên tay của ông Long Dương, tức là vị Long Dương ngài thấy một vị thánh tăng, cho nên ngài hiện làm thân người để vô ngài nhận giới. Thì ngài coi như hư vân ngài mới nói, giờ tôi hiểu rồi, vậy còn một vị nữa đâu. Thì ngài đi một đoạn nữa thì ngài bắt đầu ngài qua bên kia sông, thì ngài thấy miếu thần hoàng cũng có một trên tay, ổng cầm một cái tờ giới điệp,
Thì Ngài nói hai câu đó, thì lúc đó có một cái vị tăng mà đưa theo nói: quỷ thần không được thọ giới. Tại sao Ngài thọ giới? Ngài nói đó là Phật muốn xiển dương cái loài người. Phật ở trong loài người thì Phật xiển dương loài người, và Phật chỉ bằng pháp trong cái môi trường loài người. Còn nếu mà quỷ thần mà hiện ra, xuất ra xuất vô đó, thì đệ tử sẽ mê vào thần thông mà quên đi cái mở trí huệ, cái trí huệ mà trí huệ bát nhã. Cho nên đó, Phật từ loài nai Phật cũng hiện làm nai chúa, từ loài khỉ Phật cũng làm khỉ chúa, Phật đều hiện hết. Phật làm giả can là con chồn cũng có, huống gì là coi như là cái hàng mà quỷ thần. Nhưng mà quỷ thần đó họ có thể biết quá, mà vì cái biết quá đó đó, một vị tăng mà cho nhập nhập chúng đó, thì cái ông đó có thần thông. Ai cũng biết là Long Vương có thần thông, cho nên đó, người ta không tu mà người ta cứ lại người ta tìm cái ông thầy đó để mà người ta hỏi chuyện sắp xảy ra trong quá khứ hoặc là tương lai. Cho nên đó, nó làm mất đi cái chánh kiến là khai mở trí huệ. Cho nên Phật không cho quỷ thần ở chung với loài người. Thật ra bây giờ quỷ thần có đây không quý vị? Đầy hết, nhưng mà không có được, không có được hiện. Bữa nào đó có thời gian rảnh là thầy giảng cái bộ Lăng Nghiêm á, có nhiều người đó họ lại nói là tụng chỉ tụng tâm chú, không, không phải đâu. Bữa nào thầy giảng khai giảng cái bộ mà Thủ Lăng Nghiêm của bà thượng giảng từng câu một, từng vị thần một, cái đó mới thấy công lực. Nhưng mà bà thượng giảng sơ lắm chứ chưa có giảng kỹ. Thì con thấy như này, chỉ nói cái tên đó là vị gì, tên đó là vị gì, loại quỷ nào quỷ nào. Thì có dịp á, sư phụ từ từ sư phụ sẽ giảng đó, nhưng mà giảng đó không phải giảng tại đây. Muốn giảng cái đó phải giảng tại cái đạo tràng của Phật Ấn Tục Thắng, trong khu vực thánh địa của Phật Tông giảng mới được. Còn giảng ở đây là ma sự nó quýnh cho te tôi hết, cho nên phải giảng trong chỗ đó. Cho nên tụi con sẽ ý chí đi, khi tôi giảng cái đó rồi tụi con thấy cái thần lực năm rệ nó khác. Tụi con ngủ bộ chú mà tụi con tụng không có đủ á, là chỉ có cuối cùng á là cái Phật đệ Bồ Tát thôi, còn cái những cái loại quỷ thần họ không đến để mà họ hộ chú. Cho nên tụi con cần nhất là năm đệ. Tôi sau khi từ giả và 3000 đại chúng ở chùa của Hòa Thượng Đạo Minh, tôi nghĩ tới mình vừa sinh ra thì đã mất mẹ, chưa một lần được thấy Từ Dung, ở nhà chỉ nhìn được di ảnh. Mỗi khi nghĩ đến đây lòng đau như cắt. Mình đi đâu cũng được người đời đảnh lễ kính trọng, nhưng mà đúng là càng già mình chỉ là cái mái sai côn, giá áo túi côn mà thôi. Cái ơn nặng mình bất hiếu, mình trốn cha đi tu, cha mất cũng không về bình ta. Rồi á, làm cho cha buồn, mình bỏ lại hai cô dâu, cha cưới mà không có con nói dỗi. Ngài là cái người ảnh hưởng của Nho học. Mà Nho học thì sao? Bất hiếu đứng đầu là tội gì? Tội không có con nói dỗi. Bây giờ nghĩ lại, vừa sinh ra đã mất mẹ, chưa một lần được thấy Từ Dung, ở nhà chỉ nhìn thấy di ảnh. Mỗi khi nghệ đến đây lòng đau như cắt. Mình lên pháp tòa giảng kinh Địa Tạng, mà trong khi mình chưa làm xong cái hạnh nguyện trả hiếu cho mẹ. Tôi phát nguyện đến chùa A Dục Dương để mà cầu nguyện cho mẹ. Tôi đến đó đảnh lễ xá lợi chùa A Dục Dương. Tôi xin nói rõ, ngôi chùa này là có một cái tháp thờ xá lợi. Kể từ khi Đức Phật nhập diệt khoảng 300 năm, tức là cái chùa này đã thành lập 2300 năm rồi, tức là sau khi Phật nhập diệt 300 năm vừa ở dục ra. Tôi mới trên đường đi ngang ghé chùa xá lợi, thì lúc đó người ta thỉnh tôi, và trụ trì của chùa xá lợi mới thỉnh tôi là lên pháp tòa giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tôi giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa đúng 7 ngày tại đây, tới cái phẩm mà chúng sanh nào mà đốt một phần thân thể, đốt một ngón tay, đốt một cái phần nào đó để mà cúng dường
thì tất cả những cái tội nghiệp vô lượng vô biên đều tiêu hết trong cái diệu pháp đó, nói cái đó không? Cho nên á, từ đó ngài mới nói ông hòa thượng của cái chùa Xá Lợi này, ông tên là ngài Hải Ngạn Thiền Sư, ngài chủ trì chùa A Dục, và ngài nói chùa của tôi hồi xưa tới giờ chưa mở đại giới đàn, hôm nay mời pháp sư thăng tòa thuyết pháp giảng và bộ diệu pháp liên hoa, tôi xin mở cái giới đàn diệu pháp liên hoa và tôi xin được phá luật lệ là từ nay dù thọ sa di hay thọ tỳ kheo thì phải đốt ba ngón tay, ba ngón là để mà cúng dường trả hiếu cho cha mẹ và ba đời, đời quá khứ, đời hiện tại và đời tương lai. Thì ngài Hương Vân nói bây giờ đó, nếu mà đốt ba ngón tay đó thì nó sẽ, sau đó những vị tăng này sẽ bị tàn phế, rồi sao làm việc, bàn tay mình rồi còn có hai ngón sao làm. Và rốt cuộc ngài nói thôi, tôi phát nguyện tôi đốt ba ngón tay của tôi, nhưng mà tất cả đại chúng nên đốt ba liều, dù là sa di hay tỳ kheo tôi đều đốt ba liều ở trên đỉnh đầu, từ đó mới có cái tục đốt liều, tôi không hiểu không? Đốt liều để cúng dường, chứ không phải đốt liều, không phải là để cho mình lên đẳng cấp giỏi, mà mình đốt một phần thân thể, tụi con có thể đốt một cái ngón tay, tụi con có thể đốt một cái gì, tụi con cũng đều giải trừ những cái nghiệp chướng. Như hồi xưa thầy ở bên dưới center, thầy đã từng đốt tay thầy đó để giải trừ những cái nghiệp mà quan gia trái chủ nó kết tụ lại để mà thầy phải mang tiếng đó. Thì tụi con hiểu đó là do cái lực đốt tay. Và sau khi đó ngài chuẩn bị để mà ngài truyền giới đàn, vì nhớ mẹ cho nên tôi giảng kinh pháp hoa hồi hướng cho mẹ, thì đêm đó tôi mới nằm mơ thấy có một vị hộ pháp nói là hãy giết thần chú Phật Đảnh Tôn Thắng, muốn cứu mẹ của ngài thì hãy giết thần chú Phật Đảnh Tôn Thắng. Thì ngài Hư Vân trong giấc mơ ngài mới hỏi mẹ tôi ở đâu, nó mẹ ngài hiện giờ đang ở cõi trời Đo Lợi mà ngài muốn mẹ ngài giảng sanh, thì ngài hỏi chú Phật Đảnh Tôn Thắng nằm ở đâu. Ngài nói ngày mai ngài ra ngài lễ lại cái trụ đá của vua A Dục, ngài lễ Xá Lợi. Ngài Vân trong giấc mơ hỏi cái vị hộ pháp mắt đó lại bao nhiêu, ngài nói mỗi ngày lại 3000 lại, ngài lại đủ số thì sẽ thấy được thần chú Phật Đảnh Tôn Thắng. Hương Vân lúc đó không biết Phật Đảnh Tôn Thắng là cái gì hết, cho nên bắt đầu ngày ra đó mỗi ngày ngài Hương Vân lại 3000 lại. Tôi nghĩ hồi xưa đó, bây giờ chắc thầy còn mình lại không nổi nữa rồi, hồi xưa đó lúc mà mở đại giới đàn á thì mình lên 5000 đúng không, nhưng mà 5000 mình chia 5 ngày, chứ bây giờ tôi nghĩ tuổi này chắc thầy cũng không lại nổi 5000 nữa rồi, mình ở mình 3-4 lần đó, nhưng bây giờ tôi nghĩ quý vị lại cũng không nổi nữa chắc chắn rồi. Tại vì tụi con theo thầy tới bây giờ thế ra theo 10 mấy năm rồi đó, nếu mà tính từ 2008 tới giờ đó là những cái thánh thành cái làm này là theo bao nhiêu năm rồi, những người ngày đầu á, cô Dự Thiện theo đó 15 năm rồi đó, 15-16 năm rồi đó, rất là lâu. Cho nên bắt đầu ngài Hương Vân á, ngài không có nói gì hết, thì cái vị hộ pháp đó đó nói ngày mai ngài lễ lại thôi, ngài chỉ nói là lễ lại Xá Lợi chứ ngài đừng có nói cái gì cho đại chúng. Thì người ta nói bữa nay sao mà ngài giảng pháp qua lần không giảng kiếp Địa Tạng cho con nghe. Thì tất cả tăng chúng ở trong cái chùa Xá Lợi này đó, thì ngài nói tôi có phát nguyện là tôi lễ lại Xá Lợi Phật để tôi hồi hướng công đức cho mẹ tôi, tại vì tôi sinh ra đời thì tôi để một điều và bà thấy cái túi một điều, bà tưởng quái thai và bà chết, nghĩ gì mình mà mẹ chết, cho nên tôi chưa làm tròn. Tôi đã lại tam bội nhất bái triều kiến ngài Văn Thù, mà biết giờ mẹ tôi chỉ ở cõi trời thôi, cõi trời hết phước dẫn rớt xuống, cho nên tôi phát nguyện lại Xá Lợi mỗi ngày 3000. Và người ta nói đem bồ đòn ra, ngài nói không, ngài lại ngay dưới đất á, ngài lại ngày đầu 3000 lại, thì ngài thấy cái hộp Xá Lợi của Đức Phật trong cái tháp nhỏ như là cái hạt gạo. Ngài lại qua ngày thứ hai đó thì ngài thấy cái Xá Lợi nó lớn lên bằng móng tay.
Và ngày lại qua ba, lại ngày thứ ba thì ngài thấy nó như là một cái duyên mà Đức ngài Di Lặc cầm vậy đó. Thì ngài lạ quá, ngài mới vô ngài hỏi cái ông hòa thượng trụ trì. Ngài hỏi hòa thượng trụ trì của chùa Xá Lợi là ngài Hải Ngạn thiền sư, tại sao Xá Lợi? Ngày đầu tư lại đó thì thấy như là cái hột gạo. Ngày thứ hai nó bằng trái táo, và ngày thứ ba nó bằng cái duyên ngọc mà trên tay của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Ngài nói Xá Lợi của Phật tùy theo cái công đức của mình mà thấy lớn nhỏ khác nhau chứ không giống nhau. Thì ngài lại đúng 7 ngày, tức là mỗi ngày 3.000 lại, tức là 7 lần 3, 21.000 lại. Thì tự động á, cái tháp á, cái tháp mà lần chỉ thấy đất á, đất nó chôn tại lâu ngày mà hay. Cái tháp này từ thời vua A Dục tới ngày ngài Hư Vân á, đến cái chùa Xá Lợi này thì nó đã, nó lấp như vậy phần nữa này. Cho nên tự động sáng ngày ra thì tự nhiên cái gió, một cơn gió nó thổi lên và nó thổi bên, nó lòi ra một cái hàng thần chú. Nhưng mà ngài không biết tiếng Phạn, ngài không biết tiếng Phạn, cho nên á, tối đó ngài mới nhập định, ngài mới cầu thỉnh cái diệu hộ pháp mà nói bây giờ tôi thấy, nhưng mà đây là toàn là phạn văn, không phải là hoa văn, xin ngài chỉ tôi làm sao cách đọc. Thì tới sáng ngày hôm sau nói ông tiếp tục lại, nó đi đọc sẽ biết cách đọc. Và ngài Hư Vân ra đó lại tiếp 3.000 lại nữa, thì ngài lại như vậy đúng 7 ngày nữa, 21 ngày lại cái tháp Xá Lợi đó để lòi ra cái thần chú Phật Tịnh Tôn Thắng. Lại 7 ngày nữa ngài mới đọc, tự lúc đó tự nhiên là nghi nhân thì đọc được, ngài mới chuyển ra và ngài mới viết lên, ngài chuyển. Thì ngài nói đây là công đức của A Dục Đại Đế xây 84.000 tháp Xá Lợi, mỗi tháp Xá Lợi đều có Xá Lợi của Phật, và tùy theo cái vị A-la-hán mà thầy của vua A Dục, chúng sanh nào tại đó có chủng tử với mật tông thì các ngài sẽ cho khắc cái bộ chú này. Từ đó ngài Hư Vân ngài mới lấy lên. Ngài lấy lên vừa xong rồi thì đêm đó ngài mới nằm ngủ thì thấy cái vị hộ pháp kia nói ngài phải lên tìm một nơi yên tĩnh, nghĩa là không có loài người đến, tìm một cái hang động đó không có một cái bóng người, ngài hãy trì chú này trong vòng 3 tháng ngài sẽ cứu được mẹ ngài. Và bây giờ tôi đọc tiếp nè. Sau một đêm nọ tôi tìm một cái nơi, tôi từ giả ngài Hải Ngạn, tôi hỏi tôi cần một nơi để nhập thất, vì tôi tới thời gian này tôi bận rộn chuyện Phật sự, giải quyết những cái chuyện mà nó phiền não ở trong đạo tràng của ba ngôi chùa, cho nên tôi cần chỗ để tĩnh tu nhập định để mà thanh lọc cái thân tâm. Thì hòa thượng Hải Ngạn nói ở trên này nó có một cái ngọn núi kêu là Bạch Hổ. Tại sao Bạch Hổ? Tại trên đó là toàn là hổ trắng ở không, chứ không có hổ vàng. Mà chỗ đó lên là không ai dám lên đó, nó triều phu mà đi lên đó là 10 người đi không có người nào về. Nếu mà ngài dám lên thì ngài cứ lên. Và ngài Hư Vân ngài mới viết lại cái thần chú Phật Tịnh Tôn Thắng bằng cái chữ Hán, âm Hán như vậy chúng ta đọc đó. Và ngài đi lên núi về trì. Thì bắt đầu ngài vô đó và ngài trì. Ngài trì như vậy đúng 3 tháng. Đúng 3 tháng. Thì bắt đầu một đêm nọ, trong lúc mà tôi trì chú giống như mơ mà không phải mơ, tôi thấy có một con rồng vàng dài mấy mươi thước, dải ống ánh lấp lánh bay từ trên không đáp xuống ao Thiên Trì ở trước ngọn núi. Trước ngọn núi Bạch Hổ có cái ao kêu là ao Thiên Trì. Thấy một con rồng vàng đáp xuống, rồi tôi đứng đó thì rồng có tiếng người mời ngài lên lưng, tôi sẽ đưa ngài đến gặp mẹ. Tôi tự nhiên tôi bước lên lưng rồng và bay thẳng lên không trung, không biết đến nơi nào. Đến một nơi sông núi đẹp lạ lùng, các lầu khác cung điện cực kỳ uy nga tráng lệ, cảnh trí rất xinh đẹp, đủ kỳ hoa dị thảo. Tôi thấy tiên nữ rất là đông. Tôi thấy mẹ tôi đang đứng ở trên một lầu cao nhìn xuống. Tôi mừng rỡ gọi to, mẹ ơi, mẹ ơi. Và mẹ tôi từ trên lầu đi xuống.
Trong giấc mơ tôi thấy miệng tôi nói mời mẹ cưỡi rồng đến Tây Phương Cực Lạc. Rồng liền hạ xuống ngay cái lầu cát mẹ tôi đang đứng. Tôi chợt tỉnh, cảm giác thân tâm thật nhẹ nhàng, khoan khoái. Cảnh tượng vừa rồi tôi còn nhớ rõ in như trong đời. Chỉ một lần duy nhất là tôi được thấy Tùy Dung mẹ là một tiên nữ ở cõi trời. Quý vị thấy là ngài đó, ngài trì chú Phật Đảnh Tôn Thắng này là để cứu mẹ, thấy không? Mà ngài ở đó 3 tháng ngày trì, trong một tiếng tới một đêm đó là ngài ngủ và ngài thấy có con rồng vàng xuống, và con rồng vàng nó mời ngài lên đi lên cõi trời Đau Lợi và thỉnh mẹ. Và từ đó ngài tỉnh dậy và thấy mẹ, con rồng vàng nó chở mẹ của ngài về Tây Phương Cực Lạc. Là cái công năng như vậy đó, là ngài trì như vậy là để có cái chú Phật Đảnh là 21.000 lại, rồi để hiểu được cái âm mà âm hán để tụng á là 21.000 lại nữa, thấy không? Là coi như là rồi bây giờ ngài vô đó, ngài ở 3 tháng ngài trì cái thần chú này và cứu được mẹ đó. Đó, từ đó mỗi lần người ta đến xem xá lợi, tôi bắt là thầy trụ trì của chùa Xá Lợi là Hải Ngạn Thiền Sư, nên viết thê thợ khắc ra cái bản dịch mặt trước của cái tháp là viên văn chữ Phạn, mặt sau là dịch ra âm Hán, và dưới đó bút ký tháp này được vua A Dục xây dựng từ 2.300 năm trước, sau khi Đức Phật nhập diệt được 300 năm, và được Hư Dân Đại Sư là cái người đảnh lễ mỗi ngày 3.000 lại trong 21, lại trong 14 ngày. Đó là mỗi một lần đợt đầu và sau. Và bây giờ cái bản chú này đó là đích thân tụi con tụng tới bây giờ, và những phương pháp hành trì này đó là sao ông Kiến Châu nói là từ ngài Hư Vân Đại Sư ngài phát hiện. Thì cách đây mấy ngày tôi có nhận được cái test, không biết Phật tử nào mà test cho tôi chút nữa nếu mà đến chùa Minh Dừng nha. Cái Phật tử ngày hôm qua cách đây mấy 2 ngày có test cho sư phụ là cô gì đó, con nằm trong cái máy của thầy. Là cô nói là cái bản của thầy là cái bản, không biết sao cô biết được chuyện này. Cô nói cái bản của thầy là cái bản mà của trụ đá của vua A Dục, mà thầy chưa biết. Mà thầy sau khi thầy coi cái tài liệu sẽ ông sư phụ có biết. Thì cái bản đó vì thấy ngài Hư Vân ngài phải lại bao nhiêu lại. Đến thời mà cái thời ngài Hư Vân là cái thời Phật Pháp nó còn tốt hơn thời này, mà ngài Thánh Tăng đó, mà chúng ta đầy đủ phước duyên, cho nên chúng ta được gặp cái Phật Đảnh Tôn Thắng này. Từ đó số người đến lễ Xá Lợi rất là đông, và tôi đều khuyên họ nên trì cái thần chú Phật Đảnh Tôn Thắng vì bản thân tôi đã cứu được mẹ. Và tôi đang chuẩn bị để mà quý vị nhớ là cái giới đàn, thì bây giờ có nhiều người họ xin ngài là mở một cái pháp hội để đốt tay đốt chân cúng dường để mà tiêu diệt nghiệp chướng. Thì ngài nói thật ra đó nó có 2 cái, một cái đó là tướng, một cái là tánh. Cái tướng phần đó là đốt thân, nhưng mà đốt thân không bằng đốt tâm. Thật ra quý vị nhớ một cái Bồ Tát ở trong cái phẩm mà đốt tay cúng dường Phật đó, ổng đốt cháy như vậy là bao nhiêu ngàn năm. Thật ra là cái bản ngã tụi con đó. Tụi con thấy cái bản ngã của mình đó, tụi con tu lâu nay mà đốt hết cái bản ngã chưa? Chính cái bản ngã nó tạo cho chúng ta phiền não. Đốt thân tức là đốt cái bản ngã. Tụi con có thể đốt, có nhiều ông thầy thọ tới 12 liều nhưng mà bản ngã còn không? Còn nguyên. Cho nên tụi con chỉ biết cái tướng phần mà không biết tánh phần. Và ngài Hư Vân ngày khuyên, ngài khuyên như vậy xong, phải không? Ngài khuyên như vậy xong thì tự nhiên đêm đó là coi như ngài bị một vị hộ pháp quở, nói đó ông trình độ chúng sanh nó hạ căn hạ trí, mà ngài giảng như vậy đó ngài cướp đi công đức của người ta, cho nên ngài sẽ bị lãnh cái quả. Thay vì á cả ngàn cái người mà Phật tử trong vùng á
Họ lên họ làm lễ đốt thì ông cho họ đốt đi. Đằng này ông lại nói là tướng phần và tánh phần, cho nên ông cướp đi rất nhiều công đức của họ, cho nên ông sẽ lãnh cái những cái nghiệp quả này. À, tự nhiên sau khi giấc mộng xong, sáng dậy toàn thân tôi đều đau đớn, nhưng mà tôi không biết tại sao mình đang khỏe mạnh mà tự nhiên mình cản trở những Phật tử mình nói về tướng phần tánh phần, nên đốt cái bản ngã trong tâm. Tối đó bị hộ pháp về quở, và tôi lại thấy tự nhiên tôi bị bệnh, và tôi bệnh đến nỗi tôi đứng không nổi. Thầy trụ trì cho mời ngự y ở trong vùng đến khám bệnh cho tôi, và chính ngự y là ông này từng một thời đã là cái khám bệnh cho Từ Hy Thái Hậu, mà vì bà ông sai xuất cho nên ông bị bà đuổi ra khỏi cung, giỏi lắm đó. Thì nói là không biết, mặt ngài vẫn bình thường, và ngài rốt cuộc ngài coi như là ai cũng cho tôi là số phận sắp mãn, là tôi không ăn uống gì được mà suốt ngày cứ ói và mửa, ở trên là ói dưới là đại tiện. Cho nên tôi nói nếu quả thật tôi lãnh nghiệp cho mấy ngàn đệ tử mà hồi đốt đai đốt dân để họ cúng dường Phật thì tôi sẵn sàng. Và lúc này tôi cũng cố gắng, tôi lễ lại mà đầu cốc quay cuồng, tôi té lên té xuống, là kết quả tôi không thể lại được nữa, bệnh mỗi ngày một trầm trọng. Tôi phải vào cái Liên Như Ý để điều trị, tức là cái bệnh viện trong chùa, xong tất cả thuốc men đều vô hiệu. Tôi nằm liệt giường không sao ngóc dậy nổi. Lúc này thủ tọa là thầy Hiển Thân, giám điện là thầy Tông Lượng, cùng lư cô nương cư sĩ tìm đủ cách để cứu tôi. Thầy là một viên ngọc quý, long trụ của Phật pháp, thầy không thể chết đi được. Thầy là cái ngài, cái người đã khôi phục lại Phật Đảnh Tôn Thắng, đã cứu được mẹ ngài, mà ngài không có thể nào mà ra đi sớm như vậy. Tất cả mọi cứu chữa thải đều hao tốn tài sức mà không có kết quả, ai cũng cho là số phần tôi sắp mãn. Tôi cũng nghĩ vậy, lòng canh cánh nỗi lo thệ nguyện của mình hướng dẫn là để mà đốt tay cho Phật tử mà mình làm bậy, cho nên giờ này trải nghiệp trong lòng rất buồn. Ngày 16, có một số người nghe tin, tại vì tôi chứng cảm, cho nên họ nói bây giờ chúng con xin phát nguyện đốt tay để mà giải nghiệp cho bà thượng. À, một số người nghe vậy họ mới thấy ngày sau ngày chết. Vào liêu thăm tôi, họ nghĩ là bệnh tôi còn gượng được nên cố ý đáng đợi, hy vọng là tụi con phát nguyện sẽ đốt tay làm đúng như lời mà tụi con phát nguyện, mà bà thượng không mang tội là cản trở. Tôi biết là sáng mai là họ nói nếu bà thượng khỏe thì bà thượng cùng dâu làm chủ đàn cho tụi con. Tôi biết là sáng mai lễ thiêu tai sẽ được cử hành lần thứ hai, bèn này nỉ cho được tham gia, nhưng mà cái gì mà ngự y cả không được, thầy không có đủ sức để mà đốt tay, thầy đốt tay thầy sẽ hại thêm sức khỏe. Phần đông đều không bằng lòng vì sợ tôi bị nguy hiểm. Tôi khóc như mưa nói, sinh tử là chuyện chẳng ai tránh khỏi, tôi vì muốn báo ân cha mẹ nên phát nguyện để lại xá lợi Phật, nhận được thần chú Phật Đảnh Tôn Thắng. Vì sợ chúng sanh bị tàn phế cho nên tôi mới giảng về tướng phần và tánh phần, không ngờ tôi lại lãnh nghiệp nặng như vậy. Tôi không sợ nguy hiểm mà bỏ cuộc. Bây giờ những đệ tử của tôi, họ nghe tôi chết sống chết dở, họ phát nguyện đốt lại, không lẽ tôi là sư phụ mà thua họ hay sao? Giám viện Tông Lượng khi đó mới có 21 tuổi, nghe tôi nói cũng sụt sùi theo. Ông bảo, thầy đừng phiền não, tôi sẽ giúp thầy thổ nguyện, ngày mai khi hành lễ tôi sẽ dìu và sắp đặt hết cho thầy. Tôi sắp tay cảm tạ ông. Sáng ngày 17, thầy Tông Lượng mời sư đệ Tông Tính cùng các vị phát nguyện lên đốt tay để giải nghiệp cho tôi. Đến phụ dìu tôi lên đại điện hành lễ, tất cả cùng tụng niệm phát nguyện sám hối. Tôi chí thành niệm danh hiệu Phật, tha thiết cầu nguyện để cho giải nghiệp và cầu nguyện cho tất cả những Phật tử mà họ phát nguyện đốt tay để mà giải nghiệp, tôi xin lãnh hết.
Tôi chí thành niệm danh hiệu Phật tha thiết cầu siêu cho tất cả chúng sanh. Mới đốt tai còn thấy đau đớn, nhưng dần dần tâm được an định, tôi có cảm giác rất nhẹ nhàng khinh an, thần trí trở nên sáng suốt. Rồi khi tôi niệm đến câu Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, lúc này đại chúng bắt đầu niệm thập phương rồi tới niệm A Di Đà Phật á, tôi niệm tới tiếng 108 thì toàn thân tôi chấn động, tất cả lỗ chân lông như dựng đứng. Tôi vẫn bật dậy lễ Phật, chẳng cần ai nhiều. Lúc này tôi không còn cảm thấy đau hay bệnh hoạn gì nữa, quá vui mừng. Tôi bước tới cảm tạ từng vị trong đại chúng. Khi trở về liêu, mọi người đều tấm tắc khen là hy hữu. Ngài ngồi thiền mà không ngờ chỉ niệm có 108 danh hiệu Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật mà tất cả nghiệp chướng được tiêu trừ. Cho thấy là Ngài Hữu Văn, Ngài rất là, quý vị thấy Ngài tu thiền thì ngồi cả tuần, mà niệm Phật niệm tới 108 danh hiệu Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật thì tự nhiên bệnh được hết. Cho nên thấy rõ ràng Ngài siễn dương cả hai tông môn, không có gì thay đổi hết. Khi trở về liêu, mọi người đều tấm tắc khen là hy hữu thai, một đại thiền sư. Khi ngồi thiền thì cả tuần mới xuất thiền. Khi niệm Phật chỉ tới 108 danh hiệu mà giải trừ tất cả nghiệp chướng. Ngày hôm ấy tôi ra khỏi nhà dưỡng bệnh. Hôm sau tôi ngâm tay vào nước thuốc cả ngày, không bị chảy máu nữa. Được vài ngày thì da thịt liền lặn, sức khỏe khôi phục dần. Tôi tiếp tục lễ bái và ở lại chùa A Dục để tạ ơn đại chúng cho hết năm. Rồi đó, tôi giảng bổ túc. Quý vị thấy cái phần này nó so với cái phần của Hạnh Đoan nó hay hơn không? Còn Đoan cũng có nói cái đoạn này mà nói sơ thôi. Lại xa lợi, rồi đốt tai, rồi bệnh nặng. Chứ Ngài không nói tại sao Ngài bệnh nặng. Trong này thì ông kể rất là rõ ràng đó. Mà bây giờ trong này tôi mới giảng tới cái phần này là mới cái trang 65, mà nó còn trong này tới 600-700 trang nữa. Tức là tôi giảng không biết là cái hồi tôi chết tôi hết chưa, thấy không? Thì tôi bổ túc cái phần nào mà còn thiếu nha. Và bây giờ chúng ta hồi hướng để chúng ta ăn sáng, rồi có nhiều chuyện phải làm lắm. Kiểm soát lại cái đợt này, chúng ta sẽ có cúng chẩn tế rất là lớn. Hầu như là mấy năm nay chúng ta cũng bận rộn, chúng ta không có cúng cho ở thiền nhân đó. Thì kỳ này chúng ta sẽ nhận sớ, quý vị chuẩn bị nha. Nhận sớ mà những người mà có thân nhân chết điển, tụi con đa số có thì con cố gắng. Đây là cái dịp rất là tốt, chúng ta tu Phật đảnh tu thắng. Và sau này đó, chính cái tục lệ mà tôi mà bắt giám chú lên chuông á, chú lên chuông á, là do Ngài Hư Dân đó. Ngài Hư Dân đó, khi mà Ngài mở thần nhãn là Ngài thấy khi mà giết chú Phật đảnh tôn thắng trên chuông á, ngày xưa Ngài không có giết, nhưng mà Ngài bắt khắc. Chính là bà Từ Hy Tế Hậu bỏ tiền ra khắc để hồi hướng cho con Tiên Dương á. Quý vị nhớ Từ Hy Tế Hậu là chồng mất đó. Cho nên nó khắc lên và đánh. Ngài thấy cái thần chú mà đánh là nó gian ra cái tiếng chuông mà đi tới đâu á, là cái thần chú xuống tới đó. Cho nên á, vì lý do đó mà khi mà đốt xá lợi là như vậy đó. Trong này sẽ ông nói rất là rõ. Và trong này có một vị vua sau này theo cái Ngài Hư Dân, và Ngài khắc trên những cái thần chú là để mà truyền cái chú đinh. Cho nên á, khắc ở trụ đá là để di truyền cái pháp mật tâm. Nhưng mà khắc trên tiếng chuông á, thì bây giờ đó tôi nói đề nghị nè, tôi đề nghị nha, sẵn đây cái dịp này luôn, là cái chuông chưa đúc phải không? Đây tụi con phát nguyện ở làm chưa đúc phải không? Thì tụi con viết tiếng Phạn, tụi con yêu cầu bên đó đúc khắc á, kêu họ khắc chữ lên, họ khắc được mà những năm khắc được. Khắc chú Phật đảnh tôn thắng, Tỳ lưu quang đảnh, chuyển đề thần chú bằng chữ Phạn trên cái chuông của chúng ta. Cái chuông lần đầu tiên chúng ta khắc trở lại, làm sống lại những cái gì của Ngài Hữu Văn. Tức là cái chuông mà thầy Tệ Thông giữ trù là sẽ làm ở tháp chuông, thì làm ơn là nói với cái ba bên đó, đó cho họ đúc, họ khắc Phật đảnh tôn thắng, Tỳ lưu quán đảnh, dược sư thần chú, chuẩn đề thần chú, nhớ nha. Chúng ta khắc ở trên đó, trên cái chuông của chúng ta, là khắc bằng cái Phạn âm, để chúng ta đánh nó lợi lạc rất 10 lần.
Tại vì chúng ta mỗi lần á mà chúng ta khắc như vậy đó là đốt cái sàn thánh lợi đem nó khỏi con đốt giấy nữa. Còn bây giờ không có, mỗi lần là phải đốt. Thì con hiểu không? Cho nên chúng nữa là Đức Phật sau ngày ngày nói về vấn đề đúc chuông, tại sao mà phải khắc cái đó như vậy đó. Thành là khắc thần chú lên nó có lợi ích kinh khủng lắm. Người Tây Tạng thì họ viết chú trên những cái lá cờ, họ treo trên đó để cho gió thổi, rồi nó chư thiên á, khi gió thổi đi qua đó đó là chư thiên họ được ân triêm công đức, họ ở cái thế giới mình không thấy được. Còn cái tiếng chuông là thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ. Cho nên á, đây là cái nhân duyên. Hồi qua tôi nghe hỏi thầy Tại Không thì nói là chưa có đặt gì hết, thì nói chưa đặt thì khắc chú lên. Chuyện này làm được mà, thấy không? Mình nói nhà đúc chuông mình trả thêm tiền cho họ khắc lên, thì từ nay đó cái chuông đó dùng để sạch xá lợi. Cái chuông đã đúc lỡ rồi thì thôi, phải không? Mà tương lai đó bên Phật Đảnh Tôn Thắng cũng phải đúc một cái chuông ở bên đó. Đúc như vậy thì nó rất là hay, đúc luôn trên cái chuông đó. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng. Rồi chiều nay thầy bắt đầu thì giảng pháp từ 8 giờ tới 10 giờ tối cho Phật tử mà đến đông đông một chút, cũng giảng về cuộc đời ngày hư vân. Nhưng mà giảng về mật tông á, lý do gì mà bên Tịnh Độ nói 8 tiếng là A Đại Gia Thức Sức, mà tại sao có những người 49 ngày A Đại Gia Đích Tư Sức? Rồi lý do gì mà một người cái mùa mã chuông mấy chục năm rồi mà trì chú Tỳ Lư Quán Đảnh mà rải trên cái mùa mã nó vẫn giúp được người đó về Tịnh Độ? Thì cái đợt này là tôi khai triển hết cho quý vị nó rõ chuyện qua, chưa giảng đâu hết, giảng vẽ bản đồ luôn. Cho nên nó khi nó tôi ngồi tôi vẽ là cái này nó sẽ chiếu lên, tôi giảng từng chữ, và cái này tôi giảng một lần, tôi không có giảng lần thứ hai. Thành ra máy móc phải cho đàng hoàng, và nhớ là quay một cái video nữa. Tại vì nhiều khi á, internet nó sụp là mất, tôi không có giảng lần thứ hai. Khi đó tôi giảng rồi là không có giảng lần thứ hai nữa. Về mật tông chỉ một lần, không có giảng lần thứ hai. Thì con giống quay một cái video riêng, rồi nó có gì mình còn cái tài liệu. Rồi chúng ta hồi hướng cái gì để ăn sáng. Chúng sanh vô biên thệ quyền đồ, phiền não vô tận thệ quyền đoàn, pháp môn vô lượng thệ quyền học, Phật đạo vô thượng thệ quyền thành, quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Trước khi quý vị rời về đi ăn sáng thì có một số Phật tử như ngày hôm qua vừa phi nha chạy vô thầy mới đến ngồi với bàn ăn, nó muốn gặp nói chuyện đó. Thì những câu hỏi, những cái thắc mắc, những cái điều kiện gì ví dụ muốn gặp á, thì 8 giờ tới 9 giờ là cái thời gian đó tôi giải quyết. Những thắc mắc lên gặp tôi đây nè. Tối nay đó 8 giờ tới 9 giờ. Và 9 giờ tới 10 giờ là tôi thuyết pháp ngày hôm qua. Nhưng mà từ 8 giờ 9 giờ quý vị muốn tìm hiểu về cái gì đó, hỏi cái gì đó thì tôi giải quyết trong 8 giờ tới 9 giờ. Có cái cô gì vừa kia nha hồi qua đâu rồi? Hai cô đó đó. Thì 8 giờ tối tới 9 giờ tối tôi sẽ giải quyết cô những câu hỏi thắc mắc gì đó. Tôi giải quyết nha. Nhớ nha. Tối nay có 2 tiếng. 8 giờ tới 9 giờ là giải quyết những thắc mắc. Có nhiều người hỏi về vô làng, có nhiều người hỏi này kia lắm. Rồi đó, 9 giờ tới 10 giờ là tôi thuyết về cuộc đời ngày.